Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, diễn ra trong 8 ngày từ 9 tháng 8 đến 17 tháng 8 năm 2019 với 32 phiên đào tạo y khoa liên tục cùng hơn 3.000 đại biểu đăng ký tham dự Hội nghị khoa học và đào tạo thường niên Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, là nơi giúp các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên y tế giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và cập nhật những kiến thức mới. Quy mô của hội nghị lần này được mở rộng hơn với sự tham gia của 160 báo cáo viên từ 29 chuyên khoa trong và ngoài nước. Bên cạnh 32 phiên đào tạo y khoa liên tục, hội nghị cũng có 21 đề tài nghiên cứu khoa học sẽ được công bố. Các nội dung chủ yếu gồm cập nhật những tiến bộ trong điều trị ung thư đại trực tràng, kiến thức và kỹ năng chăm sóc lỗ mỡ thông ra da, tiến bộ trong chẩn đoán các bệnh lý khó thở và ngưng thở khi ngủ, phẫu thuật nội soi đường mũi mở rộng nền sọ và hốc mắt, xử trí tăng huyết áp thứ phát do nguyên nhân nội tiết. Đặc biệt, hội nghị lần này đã dành ra các phiên báo cáo cho đội ngũ dược sĩ, dinh dưỡng lâm sàng, điều dưỡng, thư ký y khoa và quản lý chất lượng bệnh viện. Chúng ta tổ chức một hội nghị có tính cách rất là toàn diện, tất cả mọi nhân viên y tế chứ không chỉ là bác sĩ đều tham gia trong hội nghị này, từ nhân viên về dinh dưỡng, về dược khoa, về thư ký y khoa, về điều dưỡng, tất cả điều đó đều tham gia được trong hội nghị này. Và tôi nghĩ rằng đó là một cái điều hấp dẫn để cho tất cả nhân viên y tế của toàn thành phố chúng ta hay là toàn miền Nam này tham dự hội nghị này, để làm sao đó không phải chỉ chẩn đoán điều trị tốt mà tất cả các chuyện khâu khác, từ lúc bệnh nhân nhập viện cho đến bệnh nhân xuất viện, ra viện rồi về nhà, đều được nhân viên chúng ta chăm sóc một cách tốt nhất, nâng cao cái chất lượng chẩn đoán điều trị và chất lượng chăm sóc người bệnh, làm cho cái công việc điều trị của chúng ta càng ngày càng hiệu quả hơn. Sau nhiều năm tổ chức, Hội nghị khoa học và đào tạo Bệnh viện Đại học Y Dược đã trở thành diễn đàn khoa học uy tín, nơi gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm hữu ích dành cho cộng đồng y khoa nói chung và đội ngũ thầy thuốc, điều dưỡng, nhân viên bệnh viện nói riêng. Qua đó, góp phần đem lại sự hài lòng cho người bệnh.